Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Hôm nay thì Linh sẽ quay trở lại với một video clip Monthly Favorite, tức là tất cả những sản phẩm yêu thích trong tháng 8 của Linh. Bởi vì thực sự là tháng 8 này Linh có rất nhiều sản phẩm Linh đã sử dụng qua và Linh đã phải để dành cả tháng 8, tháng 9 Linh mới dùng. Chính vì vậy mà tháng video clip này Linh sẽ làm rất là nhanh gọn về những sản phẩm mà Linh đã dùng và cực kỳ yêu thích. Đầu tiên thì phải nói cho mọi người biết rằng là trong tháng 8 này Linh được thử rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến tóc. Và trong đấy có bộ sản phẩm Fuji Green Tea của The Body Shop, gồm có một chai dầu gội đầu và một chai gọi là Cleansing Hair Scrub. Thì cả hai sản phẩm này đều dùng cho da, tức là tóc bình thường. Và Linh thì tóc Linh là da dầu và Linh sử dụng và Linh thấy nó khá là phù hợp với cả các bạn tóc dầu. Bởi vì là cả hai sản phẩm này thì đều được chiết xuất từ từ lá trà xanh ở chân núi Phú Sĩ. Và có lẽ sản phẩm này thì không gọi là không có cái mùi hương ấy thì không có gì là mới cả, bởi vì là đã từng có cái dòng Fuji Cream này cho body rồi. Tuy nhiên thì mới gần đây The Body Shop mới cho ra cái dòng sản phẩm Fuji Cream Tea này cho tóc. Và cái mùi của nó thì cực kỳ là phù hợp với mùa hè, nó rất là sảng khoái, nó rất là mát. Thậm chí là khi Linh gội ấy, khi mà Linh xả tóc đi, Linh cảm thấy tóc của Linh nó không phải là cái kiểu kiểu hơi se kiểu bạc hà đâu, nhưng mà nó vẫn tạo cho bạn một cảm giác mát da đầu rất là dễ chịu. Cái mùi của nó thì rất là thiên nhiên. Khi đấy thì mình không cần phải bàn nhiều về The Body Shop rồi. Cái sản phẩm mà Linh yêu thích nhất ngoài cái sản phẩm dầu gội đầu này ra thì đó là sản phẩm mà gọi là gì ạ? Scrub, tức là tẩy da chết, là gọi tẩy da chết vẫn đúng không, nhưng mà kiểu như là thường trước đây ấy, thì Body Shop chỉ cho ra những cái kiểu tẩy da chết có cái hạt sạn sạn này cho cơ thể thôi. Và đây là lần đầu tiên mà Linh sử dụng một sản phẩm cho tóc kiểu như thế này, và Linh cảm thấy được một cái sự cải thiện trong tóc của mình rất là nhiều, đó là tóc sạch hơn, lâu bị dầu hơn, và cảm nhận được như kiểu là thay vì mình phải dùng cái móng tay để mình gãi ra đầu mình sẽ gây tổn thương ấy, thì những cái hạt chắc là cát, chắc là muối biển này, nó sẽ giúp cho massage da đầu mình, kích thích cho các cái lỗ, các cái chân tóc ấy nó được khỏe hơn, nó được làm sạch hơn và gọi là kích thích được máu lưu thông ấy. Thì trộm vía nhá, có một cái điều Linh nhận thấy rất là rõ này, đó là trước đây trước khi dùng sản phẩm này ấy, thì thường xuyên bị mọc khoảng tầm 3-4 cái tóc bạc ở hai bên này. Nhưng mà từ khi mà Linh dùng cái này thì cái lượng tóc bạc nó giảm đi, ví dụ trước đây là 4-5 sợi thì bây giờ chỉ thấy 1-2 sợi mọc thôi. Thì Linh có thể nghĩ là có thể do sản phẩm này, vì khi mà Linh massage đều đặn ấy thì máu lưu thông tốt hơn, thì nó sẽ cải thiện được chất lượng tóc và hạn chế được cái việc bạn có tóc bạc. Đấy là Linh cảm nhận của Linh, còn Linh không biết là thực tế như thế nào, nhưng mà có thể là bởi vì mình chưa đến tuổi để phải có tóc bạc ấy, chỉ là do mình không massage tóc mình đầy đủ, thế nên là nó có thể ảnh hưởng thôi. Thì sản phẩm này có giá là 779.000 và dầu gội thì có giá là 309.000. Thì tuy nhiên Linh refer mọi người nên sử dụng cái sản phẩm này nhiều hơn là sản phẩm này đó. Thì đây là hai sản phẩm yêu thích của Linh trong tháng này về dầu gội đầu. Còn một sản phẩm tiếp theo mà trời ơi, cuối cùng thì Linh đã tìm được một sản phẩm mà Linh gọi là không thể, chắc chắn luôn là không thể sống thiếu được nữa. Bởi vì như mọi người biết thì tóc Linh rất là mỏng, rất là dầu. Và đã có một thời gian Linh không dùng sáp tóc nữa, bởi vì là Linh cứ thấy là mình cứ dùng hóa chất lên đầu là một, thứ hai là đội mũ bảo hiểm nó vẫn cứ bết ấy. Rồi mình nói chung là mình cứ bị gọi là mâu thuẫn là cái việc có nên dùng sáp tóc hay không, rồi là không dùng thì nó lại xấu, già các kiểu ấy. Và đến một hôm rồi đi cà phê ấy, bạn bảo là Linh trông mặt mày kinh quá cơ, bởi vì là không vuốt sáp tóc ấy, tóc cứ bết vào xong rồi là tức là chỉ nhớ rất là già. Và Linh đã quyết định phải đầu tư ngay một em này là em Han de Fuco Quicksand, có lẽ đã rất nổi tiếng trong giới các bạn sử dụng những sản phẩm sáp tóc cao cấp rồi. Sản phẩm này thì là của Mỹ và nó nổi tiếng là phù hợp với những bạn nào tóc mỏng, tóc thưa, tóc dầu. Bởi vì các bạn ơi, tóc bạn có bết như thế nào, các bạn có dầu như thế nào, mỏng như thế nào, chỉ cần một quẹt này, bạn xoa lên 5-4 đầu ngón tay, bạn cho lên tóc, bạn tạo kiểu một tích tắc thôi. Cái cảm giác là giống như cái quicksand, là cái cát lún á. Bạn cho tay nó cũng hơi sạn sạn như cát, nhưng khi bạn cho lên tóc một cái, nó hút toàn bộ dầu thừa, hút toàn bộ, cảm giác như nó làm khô tóc bạn ngay lập tức. Và
và cho bạn một tóc rất là volume, rất là dày, trông rất là dày, tạo kiểu dễ, đội mũ bảo hiểm thoải mái, không bết, không dầu, không gì cả. Bởi vì trong cái này ở đây họ còn ghi là có thể dùng also great as a dry shampoo, tức là bạn có thể dùng như là dầu gội khô. Tuy nhiên thì mình không recommend mọi người dùng sản phẩm này như dầu gội khô lắm, mà có thể dùng nó khi tóc bạn ẩm, bạn cho lên một chút xíu rồi bạn tận sấy thì nó cũng giúp cho bạn tóc bạn phồng hơn, khô hơn. Đó, thì bạn nào mà tóc khô, bạn nào tóc dầu, tóc mỏng, tóc thưa thì hãy mua sản phẩm này. Giá đâu đó từ 480 đến 530 tùy số của các bạn mua, và các bạn sẽ thấy rằng là Linh nói sự thật là như thế, thật sự tuyệt vời luôn á. Rồi, tiếp đến là hai sản phẩm về da mà Linh rất yêu thích trong tháng vừa rồi. Một, có lẽ vẫn phải nhắc đến đó là cái gì nhỉ? Kem trị mụn, trị vết thâm, trị sẹo sau mụn của La Roche-Posay là Effect La Jour cộng. Thì thôi rồi, không cần phải nói lại nữa, nhưng mà mình thấy thì mặt của Linh đến tuần bây giờ là chỉ còn lại một vài cái vết thâm rất là mờ. Có một cái mụn ở đây cho Linh cậy nó thâm xì ấy, xong rồi Linh bôi được cả 3-4 hôm thôi là nó đã mờ rất là nhiều. Và cái này khi mà Linh nhớ rằng khi mà Linh bôi buổi sáng kết hợp cùng với cả Nivea, kết hợp với Nivea tinh chất kiềm dầu ạ, thì mặt của Linh không ra dầu luôn mọi người ạ, không ra một chút xíu dầu nào luôn từ sáng đến tối mịt đó. Thì nó vừa giúp kiềm dầu, vừa giúp gọi là thông thoáng lỗ chân lông đó. Và cuối cùng là sản phẩm mặt nạ Eggplant Mask Pack. Mặt nạ này trước giờ thì Linh vẫn rất là khen cái mặt nạ của Trung Quốc nội địa, nó mỏng mà nó dính phủ đều lên da, và Linh vẫn thường là anti các bạn sản phẩm của Hàn Quốc. Tuy nhiên sản phẩm này Linh dùng thì Linh đã cực kỳ là gọi là gì nhỉ, bị ấn tượng, bởi vì là chất mặt nạ thì sờ khá là dày nhưng mà lại thấm rất là nhiều dưỡng chất. Sản phẩm này được chiết xuất từ eggplant, hình như là quả bí đỏ đỏ, phải bí không nhỉ? Ồ, như quả bí hay sao, phải bí hoặc là gì, quả cà rái dê, đúng rồi, cùng với mật ong và dừa. Thì cái mùi dừa rất là rõ. Linh thì rất đặc biệt thích mùi dừa, thế nên là Linh dùng cái này rất là thích cái mùi dừa. Và thực ra thì nếu như các bạn thích cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua, hoặc không thì các bạn có thể mua sản phẩm rẻ hơn cũng được, nhưng mà nên mua nếu như mà không có tiền để mua mặt nạ của Trung, của Nhật hay của Hàn, thì cứ mặt nạ Trung Quốc nội địa mà dùng và học tập phải băng băng, phải đắp một lần thì chắc chắn là da bạn sẽ đủ ẩm và cực kỳ là mềm mịn. Đó là toàn bộ những sản phẩm mà Linh cực kỳ yêu thích trong tháng này. Và Linh sẽ hứa hẹn cho mọi người một tháng 9 có nhiều sản phẩm mà Linh yêu thích hơn, là vì Linh đang thử rất nhiều sản phẩm đó. Thì nếu như mọi người thích gì mà Linh vừa chia sẻ, mọi người có thể like và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.